Chiều ngày 12 tháng 4, phiên tòa xét xử sơ thẩm 13 bị cáo trong vụ án mua bán hóa đơn, đưa, nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến cựu giám đốc công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca đã vào phần tuyên án. Thay mặt hội đồng xét xử, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, thẩm phán Bùi Văn Tuấn, chủ tọa phiên tòa đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án. Hội đồng xét xử đánh giá đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Đa phần người phạm tội là những người có hiểu biết pháp luật nhưng vì động cơ vụ lợi gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại tài sản nhà nước nên cần phải xử phạt nghiêm khắc có tính răn đe. Theo đó, bị cáo Đỗ Hữu Ca bị tuyên phạt 10 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Trương Xuân Đức được xác định là chủ mưu vụ án và là người chỉ đạo vợ là Nguyễn Thị Ngọc Anh, đưa 35 tỷ đồng cho bị cáo Đỗ Hữu Ca để chạy án. Bị tuyên mức án 9 năm về tội mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và tội đưa hối lộ. Bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Anh bị tuyên phạt 4,5 năm tù cùng về hai tội danh như bị cáo Đức. Đồng thời, hội đồng xét xử cũng buộc vợ chồng bị cáo Đức phải khắc phục số tiền hơn 41 tỷ do buôn bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Đối với nhóm tội nhận hối lộ, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Đương, cựu chi cục trưởng chi cục thuế huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng mức án 6,5 năm tù và bị cáo Đỗ Thanh Hoài, cựu cán bộ chi cục thuế huyện Cát Hải bị phạt 4,5 năm tù. Hai bị cáo này còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ trong thời hạn 3 năm sau khi chấp hành xong hình phạt tù. Đối với các bị cáo khác trong vụ án bị phạt từ 15 tháng cho tới 7 năm tù,